áo hoa màu quá. Đối với chúng nó chúng ta gọi là đảng Việt Cộng. Thì tên Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư của đảng Việt Cộng đã tuyên bố như thế này: sự cố hải sản chết bất thường ở một số tỉnh miền Trung đã gây không ít khó khăn cho công tác bầu cử. Cái công tác bầu cử nó có dính líu gì tới cái vấn đề thảm họa môi trường, đầu độc môi trường mà Formosa nó làm cho dân tộc chúng ta không, quý vị? Không dính líu gì hết. Mà cái bầu cử này là một cái bầu cử giả hiệu nữa. Toàn là những thằng đảng cử dân bầu mà nó nói rằng là cái sự cố hải sản này làm gây khó khăn cho cái vấn đề công tác bầu cử.